Chào các bạn, trong phần bài học này thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách tạo ra một vùng chọn với công cụ Pen Tool. Để bắt đầu cho phần bài học này thì các bạn mở cho mình file hình ảnh là trim13 trên thư mục bài tập đính kèm. Trong cái tình huống trước đây thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đối tượng hình ảnh này thì bằng các cái công cụ trong nhóm công cụ chọn. Tuy nhiên là trong một số các cái tình huống đặc biệt mà các công cụ chọn của chúng ta nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu tạo ra một vùng chọn bởi vì các vùng màu trên hình ảnh đó nó trùng với các vùng màu trên background. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ pen để tạo ra những cái đường outline path bao xung quanh cái vùng hình ảnh cần được chọn. Rồi sau đó chúng ta sẽ biến cái đường outline path đó trở thành một cái vùng selection hay là trở thành một cái vùng chọn. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ lựa chọn công cụ pen trên hộp công cụ của chúng ta. Công cụ pen thì là một cái công cụ cho phép tạo ra các đường dẫn. Tuy nhiên là trong chương trình thì các đường dẫn này chúng ta có thể sử dụng gián tiếp nó để tạo thành vùng chọn. Để vẽ được các cái đường path với công cụ pen thì chúng ta sẽ thực hiện hai cái thao tác cơ bản như sau. Đầu tiên là vẽ một đoạn thẳng với công cụ pen thì các bạn chỉ việc click con chuột ở điểm thứ nhất, sau đó di chuyển đến điểm thứ hai và chúng ta kích chuột như vậy ta đã tạo ra một đường thẳng. Tiếp tục muốn tạo ra một đường thẳng nữa thì các bạn chỉ việc kích chuột và khi nào các bạn muốn khép kín cái đường path của chúng ta thì các bạn sẽ đưa con chuột trở về tới vị trí đầu. Lúc này biểu tượng trên cái bút trên màn hình chúng ta nó sẽ có thêm một dấu tròn, bạn kích một cái thì nó sẽ khép kín cái đường path của chúng ta. Để xóa bỏ cái đường path này thì chúng ta ấn phím delete trên bàn phím. Nhưng mà trong một cái tình huống nếu như mà bạn đang vẽ dở một cái đường path mà bạn chưa khép kín nó thì nó chưa tạo thành một cái hình. Lúc này muốn xóa cái đường path thì chúng ta phải ấn delete hai lần. Lần thứ nhất nó chỉ xóa cái đoạn mà các bạn đang vẽ lần cuối cùng, lần thứ hai nó sẽ xóa cả cái đường path của nó mà chúng ta vừa tạo ra đi. Trường hợp thứ hai là với công cụ pen để vẽ ra một đường cong thì các bạn thay vì chúng ta click con chuột ở điểm thứ hai thì tại vị trí kích chuột đó các bạn sẽ không nhả con chuột ra mà giữ nguyên chuột trái các bạn nhấp dê con chuột rồi các bạn sẽ tạo ra một đường cong khi tạo ra một đường cong thì lập tức chương trình sẽ xuất hiện hai cái đường direction hay là cái đường handle giúp cho các bạn sử dụng nó để điều chỉnh cái đường cong của chúng ta trong quá trình vẽ thì chúng ta sẽ trực tiếp điều chỉnh cái đường direction đó luôn còn sau khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi thì để điều chỉnh cái đường direct selection đó chúng ta sẽ phải quay trở lại cái công cụ là công cụ direct selection nằm ngay phía bên phải công cụ pen trong nhóm cái công cụ selection tool các bạn đặt con chuột lên các cái đường direction đó thì chúng ta sẽ điều khiển được cái đường cong của chúng ta tương tự như thế là công cụ direct Selection có thể cho phép bạn dịch chuyển các cái điểm nốt để điều chỉnh cái đường vector path của chúng ta theo ý muốn ở đây thì để minh họa một cách rõ ràng hơn thì mình sẽ vẽ thử cái con chim này để các bạn nhìn thấy đầu tiên mình sẽ sử dụng công cụ pen mình kích con chuột ở điểm thứ nhất sau đó là đặt con chuột lên điểm thứ hai mình nhấp dây con chuột để tạo ra đường cong quá trình mình vẽ một cái đường cong như này thì các bạn có một chút lưu ý là cái vị trí của đường cong mà chúng ta sẽ vẽ ra trong đoạn kế tiếp thường là nó sẽ nằm chọn trong một cái chữ c với phần cong lớn nhất là tương đương với một phần tư cung tròn chính vì thế mà khi tại điểm thứ hai này mình muốn đặt tiếp một con chuột sang điểm kế tiếp ở đây thì các bạn có thể đặt ở chỗ này tuy nhiên nếu mà đặt ở đây thì nó sẽ hơi gần nó hơi lãng phí cái điểm nốt của chúng ta mà mình có thể đặt xa ra là tới đây tại sao mình có thể đặt xa ra tới đó bởi vì là vị trí mà mình đang đặt ở chỗ này nó cũng chỉ tạo ra một đường cong tương đương với một phần tư cung tròn mà thôi chính vì thế là khi các bạn vé thì các bạn có thể ước lượng được cái vị trí điểm nốt kế tiếp là chúng ta nên đặt ở đâu trong một số cái tình huống khi mà bạn đặt trượt cái điểm nốt ra phía bên ngoài cái vị trí mà ta cần vẽ thì bạn không nhả chuột trái vội mà bạn giữ phím cách trên bàn phím để dịch chuyển cái điểm nốt đó nằm bám sát vào cái vùng mà chúng ta đang định vẽ như vậy là ta có thể điều chỉnh được cái đường path đó ngay trong quá trình chúng ta vẽ luôn trước khi chúng ta nhả chuột trái ra ở cái vị trí này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể tạo ra một điểm nốt ở rất xa so với điểm nốt mà chúng ta vừa vẽ lần cuối cùng bởi vì là cái đường bởi vì cái đoạn mà chúng ta định vẽ ở đây nó là một cái đường cong mà nó không cong lắm nó tương đối là thoải và thẳng thì chúng ta có thể để cái điểm nốt cách xa ra để vẽ cho nó nhanh tiếp tục ở chỗ này thì mình sẽ đặt một điểm ở đây vì nó tương đương với một cái góc một phần tư cung tròn từ đoạn này tới đoạn này thì ta có thể ta chỉ nên đặt nó tới đây thôi nếu như mà bạn đặt quá nó sang đây thì rất khó là để cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái đường cong hợp lý các bạn không nên đặt hai điểm nốt quá gần nhau khiến cho hai đường direction nó giao vào nhau như thế này thì đường cong tại chỗ vị trí đó của các bạn nó sẽ bị trùn lại nhìn nó sẽ rất là xấu cho nên kinh nghiệm để vẽ là các bạn cứ làm sao mà đặt hai cái điểm nốt nó cách xa nhau một đoạn mà tương đương với một cái đường cong chữ C và đường cong chữ C đó thì không nên vượt quá một phần tư cung tròn thì là nó sẽ có được cái điểm nốt hay là cái vị trí điểm nốt hợp lý cho các bạn tương tự như thế thì ở đây mình sẽ vẽ ra điểm trên này chỗ này một đường cong nó thoai thoải cho mình có thể đặt con chuột ra rất xa ở phía dưới kia tới chỗ này mình sẽ vẽ cái đuôi mình sẽ kích con chuột ở điểm này tại vị trí này giả sử như chỗ này mình cần phải vẽ một cái đường cong nhưng mà đường cong nó sẽ đảo hướng theo một chiều ngược lại để tạo thành một cái góc nhọn ở vị trí kế tiếp ở vị trí mà chúng ta vừa tạo ra nếu bạn đặt tiếp con chuột vào đây bạn vẽ thì bạn thấy là đường cong của chúng ta nó sẽ chạy theo cái đường direction chính vì thế tại những cái vị trí mà bạn đang vẽ mà ta cần phải chuyển hướng cho đường cong nó theo một hướng ngược lại tạo thành các góc nhọn thì các bạn có thể đặt con chuột lên cái điểm nốt đó, ta giữ phím an và ta click vào cái điểm đó một cái thì nó sẽ convert cái điểm này của chúng ta trở thành một cái điểm mà một nửa là đường cong, nửa cái tiếp sẽ là đoạn thẳng. Như thế là trên cái đoạn kế tiếp này khi bạn vẽ thì nó sẽ chạy theo cái hướng của cái điểm nốt kế tiếp mà nó không chạy theo hướng của cái đường direction của chúng ta lúc trước nữa bởi vì cái đường đó nó bị triệt tiêu đi rồi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng một phương pháp là tại cái vị trí mà các bạn vẽ ở đây các bạn muốn đổi hướng luôn mà không muốn loại bỏ cái đường direction thì ta giữ phím an trên bàn phím bạn thấy lúc này ta có thể ngắt đứt được một cái đường direction này ra khỏi cái đường kia lúc này chúng nó không còn chạy song song với nhau nữa và bạn di chuyển con chuột để đặt nó về cái vị trí mà chúng ta cần hướng tiếp theo mà chúng ta cần vẽ sau đó ta đặt con chuột ở đây ta vẽ tiếp tương tự như thế mình sẽ vẽ dịch xuống dưới chỗ này bạn nhìn thế trong quá trình vẽ thì bạn nhìn thấy là lúc mình vẽ bạn cần lưu ý là cái vị trí của cái đường direction mà mình dùng để điều khiển đường cong nó không nên chạy vuông góc hay là không nên chạy chéo vào cái đường chúng ta cần vẽ nó nên chạy song song theo cái vị trí mà ta cần vẽ như này thì cái nét vẽ của chúng ta nó sẽ không bị gãy và nó sẽ đẹp hơn tại vị trí này bạn nhìn thấy là mình sẽ không đi xa được bởi vì chỗ này nó có một cái góc cong thì như thế là mình sẽ không thể đặt điểm nốt đi quá xa được Đó, ta chạy xuống đây thì cái đường nó thoai thoải thì các bạn có thể đặt con chuột ra rất xa cũng được tại vị trí chỗ này thì bạn thấy ta lại cần phải đảo chiều cho đường cong bạn có hai cách một là giữ phím an bẻ nó về đây hai là giữ phím an và kích vào cái điểm nốt đó hai cách nó tương đối là giống nhau cho nên là các bạn chọn cách nào cũng được tại vị trí này mình sẽ cũng sẽ phải giữ phím an đảo ngược cái đường direction lên trên để nó hướng theo cái vị trí mình cần vẽ vị trí này thì mình sẽ vẽ nó như là một đoạn thẳng mà thôi cho nên mình chỉ click con chuột tại vị trí này mình có thể vẽ với cái điểm nốt nó chạy xa ra cứ tương tự như thế bạn nhìn thấy là trong quá trình vẽ thì chúng ta cần phải có một chút luyện tập hoặc là có một chút thời gian để luyện tập cho nó quen với cái cảm giác mà chúng ta di con chuột trên các cái nét vẽ đó. Đó và bạn nhìn thấy ở đây là khi mình vẽ thì mình có thể ước lượng được cái vị trí của cái điểm nốt mà chúng ta cần đặt hay là quá trình mình vẽ mình điều khiển cái đường duration nó dài ngắn một cách hợp lý để nó không gây ra cái sự ảnh hưởng cho cái điểm nốt kế tiếp khi mà chúng ta tạo ra cái đoạn ở cái phần tiếp theo đó. Tới chỗ này thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái đường Direction để nó hướng lên. Và ta sẽ trở về điểm đầu tiên. Ta kết thúc được cái đường Pen mà ta đã vẽ ra trên cái con chim đó. Sau khi chúng ta vẽ ra được một cái đường Path kiểu như thế này rồi. Thì các bạn có thể mở một cái bảng trong menu Window. Nó tên là Path bảng path thì thường nó sẽ đi kèm với bảng layer bạn thấy là cái đường path của chúng ta nó đã nằm ở trong cái bảng mà được quản lý riêng đó rồi lúc này các bạn có thể có thêm một cái thao tác là chúng ta sử dụng cái menu pop up của nó và cho lệnh xếp path hoặc các bạn kích đúp vào nó thì lệnh xếp path sẽ xuất hiện ta sẽ lưu được lại cái đường path này theo cái file ảnh của chúng ta sau khi chúng ta ấn lệnh xếp thì đường path sẽ được lưu kèm vào trong đó và ở một cái lần nào đó chúng ta muốn sử dụng lại cái đường path này chúng ta chỉ việc chọn nó trên bảng path là xong và bây giờ sau khi mà chúng ta đã vẽ xong cái đường đó rồi, chúng ta muốn biến nó thành một vùng selection thì các bạn chỉ việc ấn tổ hợp phím trên bàn phím là Ctrl Enter thì lập tức đường path sẽ được convert thành vùng selection. Hoặc là các bạn có thể sử dụng thao tác là các bạn đặt phím, các bạn giữ phím Ctrl và kích lên biểu tượng thumbnail của đường path trên bảng path đó thì nó sẽ lốt cái vùng selection đó của chúng ta ra. Như vậy là trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn những cái thao tác cơ bản để có thể tạo ra một vùng chọn dựa trên công cụ pen với các cái đường vector path. Ở các bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ còn tìm hiểu thêm về cách biên tập các đường path này để tạo ra các cái hình khác nhau sao cho hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.